sẽ là dấu chấm hết dành cho vị trí của Suna, và đó là quả đen đến từ vị trí của Tom. Ở Tom vẫn đang thể hiện đẳng cấp của mình, nhưng bên phía Gaming Gaming có bảo Nam di chuyển ra sẽ sâu lên vị trí của Tom, và bây giờ sẽ là sai lầm của họ thôi. Nhưng Tom là người nằm xuống rồi, Suna nằm xuống ở vị trí của tiếp tục sẽ là vị trí vấn test bắn trượt trong tình huống này, và Silent sẽ là người bị phong cấp ở vị trí vấn test. Và tình huống được đưa về đó là hai viên hải ngoài vết ở vị trí của Silent. Tuấn Z bình tĩnh tự tin nào. Bây giờ là 2-2 rồi, chủ động đứng lên vị trí. Tuấn Z vẫn đang bắn trượt rất nhiều trong những phạm trong tình huống này. Ngoài cát đã lộ vị trí, và đó vẫn đang là cái tên chùa. Ngoài cát đang nằm xuống rồi, và đó là chùa hạ cũng trong những mạng. Ngoài cát vẫn sẽ là cái top 4 dành cho các thành viên của VTT Gaming với đâu đấy là 18 kill. Khi mà Silent anh ta chỉ được 1 máu thôi. Trang thứ 7 của trận đấu, Midlander bị knock out. Tiếp tục ở đây, Kie sẽ có tình huống solo quát bắn rất tốt với cái tâm trắng của mình đến chiều. Kie và tiếp tục làm tình không tốt nữa rồi. Kim Zen 7 là người đổi mạng thành công. Và bắn được đưa về là 2v1v2. Vừa giữa thức cối đã lộ vị trí rồi. Chùa anh ta muốn ăn cắt hơn tình huống này. Ben Chu cũng được cối liên tục với những tình huống spam. Và Ben Chu đã bị động hạ với các thành viên VTV Gaming dấu chấm hết dành cho đội hình VTV Thế đốt rồi. Bây giờ sẽ là 1v2. Và chia chùa anh ta cũng đang phát hiện ra những Ben Chu đang bắt đầu nhá rất khó chịu. Không còn cơ hội dành cho Ben Chu nữa. Và đó sẽ là cái top 1 dành cho bên VTT Gaming với 20 kill ở trong map thi đấu cuối cùng. Rồi, một tiếng mở cánh quá xa tới từ chùa và nó đem lại hiệu quả rất lớn. LD23Mây 1v2 trong cuộc phía căn nhà này nhưng không làm được gì cả. Và đó là clear squad dành cho VGaming. Top thứ 13 với chỉ 1 kill dành cho Talery Sport. Lợi thế hoàn toàn hơn người dành cho thành viên phía của VGaming. Rất chủ động như ở chùa, hầu hết đấu thủ đấy có lẽ là tạm bình chuẩn. Ui rồi hơi chuẩn một chùa, quyết định là sẽ nhảy xuống. Knock out đi một người đó là chỉ của Vanara. Thành viên của VGaming của họ vẫn co phục ở trong nhà, và đây là cơ hội để chùa có thể đẩy vào. Bây giờ là Colt, nhưng sẽ đứng hỗn trợ những người đấu thủ đấy. Knock đi được 2 người và như vậy là cả 3 người đấu thủ của VGaming. Họ chống trả cực kỳ luôn, 3 điểm vào vùng rất dàng về cho VGaming trong cuộc không nhà này. Công bắn đến từ phía của chùa, và ngay lúc đó mình cảm đang là có hại yếu, cũng đang muốn lừa đến từ phía của chùa. Và mình đã đưa tay đến với các con cũng đang là chùa, và đó là quả đến chính xác đến phía chùa. Nhưng không được, nhưng bây giờ thì đó là UMP để bắn sắp lá cả là khỏe đến cho phía chùa, và cần thay đến cho phía chùa. Liều hoàn toàn về phía chùa, giải đấu PUBG Mobile Pro League mùa 4 chính thức khép lại, chúng ta đã tìm được ra nhà vô địch mới VGaming. Cùng chúc mừng cho VGaming ngay thôi nào. Đừng quên theo dõi và cổ vũ cho họ trên đấu trường quốc tế sắp tới các bạn nhé. Next Generation, thế hệ của những chiến thắng khác biệt.